Đúng rồi chị, dạ mùa nhưng lạnh mà đấy. mình đổ được mồ hôi ra rồi á, con người mình nó rất là nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhất là ở đây biết không, chỗ này, phần phần ấy cái à. Chỗ này biết là cái tâm của mình, Dạ cái tim á, cho nên nó hả cái phải tủ hành cho mình nha. À, chị cho em cái cảm giác của chị khi mà chị ngồi máy đi. À, mình ngồi máy chừng khoảng 5 phút, 5 phút trở về sau là bắt đầu hai cái mắt cá mình nó rất là nóng. Nó nóng, nó mắt nóng cá nhưng mà mà nóng dễ chịu chứ nó không khó chịu nha. Dạ. Xong rồi á là bắt đầu từ từ con người mình nó hả là nó nhẹ nhẹ từ từ. Dạ. Rồi đến cái phút 15 trở về sau là bắt đầu cái bàn chân mình nó ngứa. Nó ngứa mà nó ngứa dễ chịu nhưng mà nó không khó chịu nha. Râm 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 như kim châm hả? Nhưng mà nó ngứa rất là nó ngộ lắm, nó ngứa ngộ lắm, nó rất là dễ chịu. Nhưng mà xong rồi cái tới phút 20 đổ về sau là bắt đầu từ từ là trên cái khúc ngực của mình với dạ. trước và sau của mình là bắt đầu nó liệu ha. À, nó đổ mồ hôi. Nó đổ mồ hôi. Dạ. Đổ mồ hôi. Trán cũng đổ mồ hôi rồi kìa. Là nó rất là nó ngộ lắm, rất là dễ chịu. Nó là con người mình nó nhẹ, nó dạ. rất là nhẹ. Nó nhẹ nhất là cái chỗ này của mình. Dạ. Nó nhẹ nhất là chỗ này của mình, nó rất là nhẹ, nó dễ chịu lắm. Cho nên máu huyết nó thông á, bình thường chị cũng đúng. nằm giường từ trường ha. Đúng. Bình dạ. thường á tối là mình cũng có về mình có mua cái giường nóng đó là của Nhật. Dạ. À, đó mình nằm thì nó cũng rất là dễ chịu. Nhưng mà nếu như mà nó là mình không có tiện á, không dạ. có tiện thì mình ngồi cái máy này thì rất là êm và rất là thoải mái, là cái là nó thoải mái là nó được cái là nó giúp cho mình được đổ mồ hôi giống như là kia người ta nói là giải độc. Dạ. À, nó không biết sao cảm nhận được nhưng mà mình thấy là nó có nhiều cái nó ngộ à, con người của mình nó rất là thoải mái. Dạ. Chị Thấm là người rất là quan tâm đến sức khỏe luôn. Em đúng. Thấy từ cái chăm sóc về da mặt từ bên ngoài cho đến những cái bên trong nữa, chị đúng rất rồi. Là chú trọng. Tại vì còn trẻ thì không sao, tại mình lớn tuổi rồi, cái tuổi phụ nữ mình nó 40 đến 50 dạ. rồi, sao là từ từ cái nội tiết tố mình nó thay đổi rồi. Dạ. Cho nên mình phải bảo dưỡng trong, người ta nói là trong ngoài đều bảo dạng, bảo dạ. dưỡng hết. Nhưng mà cái là cái máy này á, mình ngồi là nó giúp cho mình là cái tinh kia kia là cái gì, cái mạch máu mình nó thông. Đúng rồi, nó đã thông kinh lạc đã thông tinh mạch của mình. Thứ nhất là nếu như vậy nó được tinh mạch của mình á mà nó thông rồi thì mình nó mới được kêu là cái sức khỏe với lại thêm cái mình lái xe hàng ngày mà mình yeah. lái xe hàng ngày, ngồi xe rất là lâu trên xe nó cái chân của mình nó không có được hoạt động yeah. chỉ có đạp tháng tối ngày cho nên á mình ngồi được cái máy này á mình nghĩ là chắc là cũng có phước lắm á. Dạ, cảm ơn chị nhiều.